Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Việt Á, Nguyễn Thanh Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho nhân dân Việt Nam như thế nào. Trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ thông tin cho biết vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi thư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế. Bộ trưởng Long lúc đó nhắc tới lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: "Lương y phải như tử mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền." và bộ trưởng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể những chiến sĩ áo trắng tận tâm hết mình không quản ngày đêm vất vả gian nan hiểm nguy ở các địa điểm dịch bên giường bệnh vậy mà đằng sau những lời lẽ hùng hồn thắm thiết ấy ít người biết được viết ra chỉ sau 19 ngày khi bộ trưởng y tế nguyễn thành long đã nhận chiếc túi vải màu xanh trong đó có một triệu đô la là quà biếu của phan quốc việt tổng giám đốc công ty cổ phần việt á theo lời khai của Phan Quốc Việt với cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an, khi nhận món quà vừa kể trên, Bộ trưởng Long nói thẳng với Phan Quốc Việt, đó là tiền để tớ xử lý công việc, còn công việc gì thì chưa, chia, biếu cho ai thì chỉ có trời mới biết. Và Bộ trưởng Long cũng không quên cẩn thận nhắc Việt rằng một triệu đô la đó còn ít và chưa đủ đâu. Phan Quốc Việt mua Nguyễn Thanh Long và các bị can trong đại án Việt Á như thế nào? Đó là một trong những lý do vì sao trong thời gian ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế vẻn vẹn mới hơn 19 tháng, thì Nguyễn Thanh Long đã bị khởi tố và bắt giam vì đã nhận hối lộ trên 51 tỷ đồng tiền quà biếu từ công ty Việt Á. Và nếu ngược dòng thời gian theo hành trình thăng tiến ngày Bộ trưởng Bộ Y tế, được biết là năm 2018, Nguyễn Thanh Long bổ nhiệm về Phó ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi tháng 1 năm 2020, Phó ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thành Long được thủ tướng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Để rồi vào tháng 7 năm 2020, Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, khi đó đang giữ chức Bí thư Đảng đoàn kiêm chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Và 4 tháng sau, vào tháng 11 năm 2020, Nguyễn Thành Long chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam ông Nguyễn Thành Long chủ trì hội nghị chống dịch. Nguồn thạo tin trong giới phóng viên nội chính tiết lộ với Thời báo .d từ Hà Nội với điều kiện giấu danh tính cho biết đó là quyết định hợp lý vì Nguyễn Thành Long tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, chuyên ngành chuyển nhiễm, từng đảm trách trong công tác phòng chống HIV của Bộ Y tế. Nên việc Thủ tướng bổ nhiệm một phó ban tuyên giáo trung ương, ông Nguyễn Thành Long quay trở lại giữ chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Y tế là việc làm cần thiết trong bối cảnh đại dịch covid ngày một lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp. Xong việc đó, việc Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thành Long trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế đã khiến cho một số người so sánh với trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ được điều qua Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Ban. Chẳng là sau đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, Bộ trưởng Nhạ đã trượt chiếc ghế Ủy viên Trung ương Đảng và Tổng Bí thư cũng Phú trọng trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự cũng chẳng thể để cho Bộ trưởng Nhạ. Cố đấm ăn xôi tiếp tục ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục khóa 13, nên đã rút về. Quyết định đó của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không phải là ngự chưa từng có tiền lệ. Xin nhắc lại, tương tự như sau đại hội lần thứ 12, Bộ trưởng Y tế không trúng Ủy viên Trung ương Đảng do những bê bối của Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng Tiến liên quan đến vụ thuốc ung thư giả của Việt Nam Pharma. Vậy mà, dù không là Ủy viên Trung ương Đảng, như bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục là bộ trưởng Bộ Y tế cho đến gần hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. Sau đó, trước áp lực quá lớn trong nội bộ của Đảng và dư luận, thì ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc phải thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ còn giữ chức trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương. Điều đang nói ở đây là bởi sự sức hút của những chiếc túi màu xanh huyền thoại, túi chuyên đựng quả biếu của công ty Việt Á mà bên trong là những cọc tiền US mới cứng khiến không chỉ có Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Học và Công nghệ bị mê hoặc, xót xa hơn là còn một lô một lốc các đồng chí lãnh đạo, các ngành, địa phương khác, kể cả đã bị lộ hay chưa bị lộ, cũng đi theo vết xe đổ tương tự như vậy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ nỗi mất mát của người dân. Vẫn là từ nguồn thạo tin cho biết việc xử lý chống dịch trong ba đợt đầu, lúc đó Bộ Y tế và các cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình nhưng sau khi đã nhận 1 triệu đô la của Văn quốc Việt như có đô pinh vậy, Bộ trưởng Long hưng phấn đã tăng tốc việc sử dụng kit xét nghiệm, thậm chí mở chiến dịch, đè đầu dân cả nước ra để ngoãi mũi, giúp cho Việt Á tiêu thụ hàng. Người đâu đây chính là nguyên nhân khiến đại dịch bùng lên, lây lan nhanh bất thường. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, tức là 27 Tết Tân Sửu cũng là ngày nhận túi quà mừng năm mới, trị giá tới 1 triệu đô la của Việt Á, gửi biếu Bộ trưởng ngay lập tức cùng ngày Nguyễn Thanh Long đồng chủ trì cuộc họp khẩn về việc xử lý chống dịch Covid-19 với sự có mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo rằng cần quyết liệt nhanh chóng khẩn trương nâng cao lên một bước và mạnh lên một bước và yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ truy vết liên quan mà phải truy vết bằng test xét nghiệm tất cả mọi đối tượng trong khu vực lây nhiễm đồng thời yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm triệt đề trên diện rộng tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh và khu vực phát hiện ra ca bệnh thế là sau quyết định sáng suốt vừa kể trên hàng trăm ngàn kit xét nghiệm covid của việt á đã được tung vào sử dụng cho chiến dịch song ít người biết rằng chiến dịch khoanh vùng diện rộng xét nghiệm triệt để và đưa đi cách ly tập trung theo chỉ sĩ của cấp bách của bộ trưởng long đã trở thành thảm họa đau thương với hàng chục vạn nạn nhân người việt nam chết tức tưởi bởi tốc độ lây lan của Covid-19. Rõ ràng Bộ trưởng Nguyễn Thành Long đã, đang và sẽ là một trong những tội đồ phải sẽ được lịch sử ghi nhận trong vai trò tội đồ hàng đầu. Phải chịu trách nhiệm về số lượng nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19, nhất là trong đợt chống dịch lần thứ tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thầy báo chấm với bản tin Đại án Việt Á Nguyễn Thành Long bắt tay với Việt Á gây tai họa cho nhân dân Việt Nam như thế nào? Đại án Việt Á vì sao khả năng cao sẽ có án tử hình? Trong thời kỳ đại dịch, Việt Nam đã có tới hơn 40.000 người tử vong với rất nhiều lý do khác nhau. Song phần lớn các nạn nhân tử vong oan ức do có quyết định chống dịch thiếu khoa học của giới chức ngành y tế. Việc Bộ Y tế đã đưa ra một chủ trương sai là cách ly lại còn cho tập trung, khiến virus lây lan rất nhanh trong khi giới chức y tế chưa có phác đồ điều trị chung để mà chống dịch. Đó là lý do vì sao các bác sĩ ở Sài Gòn thời điểm đó phải thừa nhận họ chỉ biết gom bệnh nhân lại để chờ chết. Theo giới chuyên gia, cần truy tố nhóm Việt Á về tội giết người và đồng lõa giết người hàng loạt, chứ không chỉ xử các tội như ký xét nghiệm giả hay đưa và nhận hối lộ. Phải truy ra ai đã đưa ra chủ trương chống dịch sai lầm, zero Covid và xét nghiệm trên diện rộng với tốc độ thần tốc Vậy đây chính là hành động giết người có tổ chức, có nguồn cơn của những tai họa trong đại dịch. Xét nghiệm COVID-19 Chủ trương vừa kể trên xảy ra vào thời điểm Ban tuyên giáo Trung ương đồng loạt ca ngợi thành tựu Học viện Quân y kết hợp với công ty Việt Á của Phan Quốc Việt trong nghiên cứu chế tạo sản xuất bộ sinh phẩm kit xét nghiệm với kinh phí do ngân sách cấp gần 19 tỷ đồng. Sản phẩm này trở thành sản phẩm kit xét nghiệm đầu tiên của Việt Nam được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng tạm thời. Một chi tiết đáng chú ý, giám đốc công ty Việt Á mang một số bộ kích xét nghiệm mua từ nước lạ cho dán nhãn việc mạng Việt Á để học viện quân y đi giới thiệu, chào bán. Vậy bộ kích xét nghiệm được đưa vào sử dụng rộng rãi đại trà là sản phẩm do học viện quân y tự nghiên cứu hay Việt Á mua từ Trung Quốc, điều này vẫn còn là một dấu hỏi. Với hệ thống nhà xưởng vài chục mét vuông lại không có thiết bị sản xuất như báo chí đã nêu thì khả năng cao Việt Á đã nhập lậu ký xét nghiệm từ nước ngoài có in sẵn theo đơn đặt hàng. Đây cũng là một câu hỏi chưa được Bộ Công an làm rõ. Nhờ bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 với giá trên trời, công ty Việt Á thu về lợi nhuận hơn 1.235 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định giá sản xuất của bộ xét nghiệm là 143.000 đồng, bao gồm toàn bộ chi phí và lợi nhuận 5%. Nhưng Pháp Quốc Việt đã hiệp thương và được Bộ Y tế định giá bán là 470.000 đồng trên một bộ, cao gấp 3 lần. Nhờ vậy, công ty Việt Á đã thu về lợi nhuận khủng là 1.235 tỷ đồng. Và từ lợi nhuận này, công ty Việt Á đã hối lộ cho các quan chức 106 tỷ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty này nói rằng sản xuất khiến ngân sách nhà nước bị mất 432 tỷ đồng. Vì cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân tử vong, dư luận khẳng định đây là một vụ giết người hàng loạt tội danh truy tố cao nhất phải là tội danh giết người hàng loạt, thậm chí là tội danh diệt chủng. Nghĩa là đại án Việt Á với bản chất là một vụ án giết người hàng loạt có tổ chức, dính líu đến hàng chục lãnh đạo cấp cao ở các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng của Liên hợp quốc năm 1948 đã định nghĩa rất rõ như sau: Diệt chủng là một trong những hành động với mục tiêu tiêu diệt một bộ phận hoặc toàn bộ cộng đồng của một quốc gia Phan Quốc Việt và Học viện Quân y. Điều đã thấy là thấy tính nghiệp, tính nghiêm trọng của vụ án Việt Á mà trong kết luận điều tra của Bộ Công an hoàn toàn chưa đề cập tới. Thậm chí còn nhiều biểu hiện muốn giảm nhẹ tội cho các quan chức tham nhũng mà cụ thể là trong số các quan chức tham nhũng nhận tiền biếu của Việt Á có Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm 18 tháng 8 cho biết cách đây 2 năm ông Trung Quốc Anh khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã nhận trực tiếp một túi quà của ông Phan Quốc Việt bên trong lượng 200.000 đô la. Mà theo lời khai, nếu khi nhận chức Chủ tịch Hà Nội tới khi chuyển đồ, Trung Ngọc Anh thì mới mở túi ra, lúc đó mới biết đó là tiền. Điều tương tự cũng xảy ra đối với cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc. Khi nhận 5 000 đô la, ông Tạc nhận vì nghĩ rằng đó là quà cảm ơn. Dư luận xã hội cho rằng đây chắc chắn phải có sự mớm cung từ cơ quan điều tra là nhận quà chứ không phải là nhận hối lộ. Vậy là cứ lấy tài sản tiền bạc của nhà nước và của nhân dân để giao cho tư nhân, lấy lại quả tiền tỷ thì không mắc tội nhận hối lộ hay sao? Trong khi ai cũng biết, phải có sự giúp sức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế thì công ty Việt Á mới có thể hoành hành tác yêu tác quái đến như thế. Đây là nguồn cơn khiến cho số người tử vong hàng loạt lên tới hơn 4 vạn nhân mạng. Đồng thời, đây là một trong những tác nhân khiến cho công cuộc chống dịch của Việt Nam thất bại nghiêm trọng chu ngọc anh nhận tiền tỷ nhưng thoát tội nhận hối lộ đó là lý do dư luận cho rằng toán cần phải có truy tố những người này về tội giết người chứ không chỉ là tội tham nhũng hay ăn hối lộ và phải có một vài kẻ phải dựa cột để mà đền tội và rửa mối oan ngất trời của hàng chục ngàn sinh linh oan ức kia so với vụ chuyến bay giải cứu thì vụ việt á có sự giàn xếp bài bản kỳ công hơn bởi để hàng triệu người bị tập trung xét nghiệm dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh chóng, khiến cho 43.000 người chết oan, hàng ngàn tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp đã bị tiêu tán. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn lấy lại lòng dân thì cần thẳng tay phán quyết, tuyên tử hình với vài đồng chí cộng cán. Lúc đó sẽ được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Tổng Bí Thư đã coi chống tham nhũng là ta đánh ta, nên có thể dự kiến mức án dành cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thành Long tội nhận hối lộ 2,5 triệu đô nếu nộp khắc phục quả sẽ là án chung thân. trung thân. Chu Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát tài sản nhà nước 18-19 tỷ đồng, nếu nộp tiền khắc phục dự đoán không quá 15 năm tù. Song hai bản án này vẫn không thuyết phục được lòng dân. Do vậy, khả năng cao là tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt thuộc diện không phải là đảng viên sẽ là dê tế thần và khả năng sẽ là nhận bức án tử hình. Tuy nhiên, chùm cuối của các đồng chí tham gia viết kịch bản cũng như đạo diễn không bị án tử là điều không công bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đại án Việt Á vì sao khả năng cao sẽ có án tử hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm